Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo huyện ủy Văn Xuyên, khu tự trị A Ba Tạng và Khương, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vào lúc 17 giờ ngày 27, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Văn Xuyên vào sáng cùng ngày đã làm 3 người mất liên lạc, 4 người thiệt mạng, hơn 900 người được di dời khẩn cấp. Nhà cửa hư hỏng, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Sau thảm họa, hạt Văn Xuyên đã nhanh chóng tổ chức công tác cứu hộ khẩn cấp, bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 2 kiểm soát lũ lụt và thành lập trụ sở khẩn cấp của bang và quận. Quận đã tiến hành quản lý, kiểm soát trật tự các tuyến quốc lộ 23 và 37, đồng thời tổ chức hơn 500 người thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại các khu vực trọng điểm như thị trấn Ngụy Châu, thị trấn Miên Trúc, đồng thời thành lập 2 điểm điều trị y tế trong toàn quận, thành lập một đội cứu hộ y tế, điều động một xe cứu thương, tổ chức 7 chuyên gia, 17 đội khảo sát địa chất chuyên nghiệp và 12 tổ giám sát thiên tai tập trung vào bản Mương Tân Kiều, Mương Trảng Nguyên để thực hiện điều tra thiên tai địa chất. Tổ chức 3 máy cứu hộ với các kỹ thuật viên chuyên nghiệp ứng cứu để loại bỏ những rủi ro vì tắc nghẽn đường do lở đất gây ra. Hiện quận đang tiến hành động viên tinh thần, tư vấn tâm lý cho gia đình người bị mất tích và nạn nhân, đồng thời kịp thời đảm bảo đời sống cơ bản cho những người được chuyển đi. Theo Tân Hoa xã Thành Đô, ngày 26 tháng 7, từ sáng sớm ngày 26, mưa lớn ở một số khu vực ở địa phương đã gây ra lở đất khiến hơn 10 người thiệt mạng. Ở thị trấn La Bạch Hà, có 4 người mất tích đã tìm thấy. Trong đó có một người không bị thương, 2 người bị thương nhẹ và được điều trị toàn bộ, một người được xác định mất tích đang được tìm kiếm. Sau khi nhiệm vụ xảy ra, lực lượng cứu hộ từ tỉnh, thành phố và quận Tứ Xuyên đã đến hiện trường nhiều điểm xảy ra thiên tai để tìm kiếm và cứu hộ. Chỉ huy quân đoàn và các phân đội Nhà An, Thành Đô và Mai Sơn đến cứu hộ, ra lệnh cho các phân đội Tử Dương, Đức Dương và Lạc Sơn tập hợp 220 người trên 52 xe. Theo tin tức trước đó, từ đội tiên phong kỵ binh hạng nhẹ của đội cứu hỏa Nhà An, trên đường đến địa điểm xảy ra sự cố đã xảy ra nhiều vụ lở đất, giao thông, liên lạc và giao thông bị gián đoạn. Ngoài ra, công ty điện lực Tứ Xuyên của lưới điện nhà nước cho biết, thiên tai xảy ra đã khiến các nhánh sông La Ba liên tục bị vỡ và bị ngắt kết nối. Đồng thời, công việc tiêu thụ điện của 695 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau khi sự cố xảy ra, công ty điện lực tỉnh Tứ Xuyên thuộc lưới điện nhà nước đã ngay lập tức có phản ứng khẩn cấp, huy động các thiết bị cứu hộ đê khẩn cấp như phương tiện phát điện, đầu hải đăng di động cao, máy phát điện, điện thoại, vệ tinh thiên thông và bộ đàm mạng 4G đến hiện trường. Từ 86 người cứu nạn, 25 phương tiện đầu tiên đến hiện trường và đang dốc hết sức để đảm bảo cung cấp điện khẩn cấp và hỗ trợ chính quyền thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp. Thưa quý vị, mưa lớn gây ra một trận lở bùn hôm 26 tháng 7, khiến cho một đoạn đường sắt ở tỉnh Vân Nam phải ngừng hoạt động. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, công ty đường sắt Côn Minh Trung Quốc cho biết, trận lở đất ập vào ga La Hà trên tuyến đường sắt Côn Minh Hà Khẩu. Vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 27 tháng 7, bùn đất đã nhấn chìm một số đoàn tàu đậu tại nhà ga và làm gián đoạn liên lạc đường sắt. Tất cả 50 nhân viên và gia đình của họ tại nhà ga đã phải sơ tán, đồng thời một đoạn đường sắt phải ngừng hoạt động. Công ty đang huy động công nhân để sửa chữa đường sắt. Hiện nay, các chuyến tàu hàng hải chuyển hướng sang một tuyến đường sắt khác. Tuần trước, mưa lớn cũng diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao hơn 8,3 m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Quý vị thân mến, theo dự báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 50.000 m3 mỗi giây sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử. Hồ chứa đập Tam Hiệp đã xả nước lần 2 vào ngày 21 và 22 tháng 7 để chuẩn bị đón đợt lũ thứ 2 trong năm nay. Hiện nước lũ đã dâng tới chân pho tượng Phật, Đại tượng Phật Lạc Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên, bức tượng Phật tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất thế giới, theo Taiwan News. Khu vực bị lũ lụt nặng nề nhất là thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Mi Sơn gần như đã ngập hoàn toàn trong nước lũ, khiến hơn 21.000 người bị ảnh hưởng. Các làng mạc, thị trấn và đất đai nông nghiệp dọc sông Mân, chi lưu của sông Dương Tử cũng bị ngập lụt trên diện rộng. Các tỉnh và thành phố dọc sông Dương Tử, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thiểm Tây,
được yêu cầu phải tăng cường dự báo lũ lụt và cảnh báo sớm, đồng thời tập trung vào việc kiểm soát lũ lụt của các sông vừa và nhỏ. Lượng mưa cực lớn ở miền Nam Trung Quốc vừa qua cũng đã gây ra lũ lụt tồi tệ nhất ở lưu vực sông Dương Tử trong nhiều thập kỷ, khiến ít nhất 141 người thiệt mạng hoặc mất tích và tổng cộng 37,89 người ở 27 tỉnh bị thiệt mạng ảnh hưởng. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, vì vậy, với ma trận năm 1998, mưa bão ở phía Nam kéo dài hơn và bao trùm một khu vực rộng hơn. Vị trí trung tâm mưa bão là ở phía Đông. Tại Trung Quốc, công việc kiểm soát lũ lụt của sông Dương Tử được gọi là 7 thăng 8 trầm, tức là khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, vừa là mùa mưa vừa là mùa lũ chính. Tình hình hiện tại ở trạm thái lưu vùng sông Dương Tử và Thái Hồ vẫn còn quan trọng, lũ lụt vùng lớn hơn có thể xảy ra. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều tỉnh thành Trung Quốc, thì tại thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, từ sáng ngày 28 tháng 7 đến sáng ngày 29 tháng 7 lại xảy ra đợt nắng nóng nhất kể từ đầu mùa hè đến nay. Trung Quốc có 13 tỉnh trồng lúa bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Phúc Kiến. Tất cả các tỉnh này đều phải hứng chịu lũ lụt xảy ra liên miên trong suốt tháng 6 và tháng 7. Có 3 vụ lúa trong một năm, vụ sớm trồng vào cuối tháng 3, vụ thu hoạch vào cuối tháng 6, vụ giữa trồng vào đầu tháng 5, thu hoạch vào cuối tháng 9, vụ muộn trồng cuối tháng 6, thu hoạch giữa tháng 10. Đợt mưa lũ vào tháng 6 và tháng 7 đã ảnh hưởng đến cả 3 mùa vụ. Ngày 28 tháng 7, ông Lee cư trú tại huyện Poyang, tỉnh Giang Tây cho biết, vụ lúa sớm ở tỉnh chúng tôi đã bị tàn phá trước thời điểm thu hoạch. Lúa vụ giữa cũng bị tàn phá, bây giờ đã quá muộn để có thể trồng lúa vụ muộn. Ông Chen cư trú tại tỉnh Hồ Nam nghẹn ngào cho biết, năm nay, nông dân trong khu vực của ông không có gì để thu hoạch. Ông và những người dân làng của mình lo lắng không thể có đủ lương thực để ăn. Do lũ lụt liên tục ập đến khu vực này, lúa mì chủ yếu được trồng ở khu vực miền Trung và khu vực miền Bắc Trung Quốc. Nông dân tại hai khu vực này chỉ thu hoạch mỗi năm một lần vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Sản lượng lúa mì ở tỉnh Hà Nam hàng năm chiếm khoảng 1/4 tổng sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, hạn hán đã tàn phá mùa màng ở các tỉnh Hà Nam, Nội Mông Cổ, Cam Túc, Tân Cương, Cát Lâm và các tỉnh khác ở phía Bắc. Tổ chức bán buôn ngũ cốc và dầu tư nhân của Trung Quốc CCTIN đã đến thăm các khu vực sản xuất lúa mì của các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô, báo cáo rằng chất lượng lúa mì năm nay kém hơn năm 2022 và sản lượng thấp hơn các năm trước từ 25% đến 35%. Tình hình ở Nội Mông, Cam Túc và Tân Cương còn tồi tệ hơn. Ngày 27 tháng 7, hãng thông tấn nội địa Tân Hoa Xã đưa tin 50,7% đất của Nội Mông đã bị hạn hán nặng trong năm nay. Khu vực này chủ yếu là để trồng lúa mì, đậu nành và ngô. Hoa màu và cỏ dại đều không thể phát triển. Điều này đã ảnh hưởng đến việc chăn nuôi ở địa phương. Ngày 23 tháng 6, tờ tin tức Trung Quốc China News đưa tin đợt hạn hán năm nay đã khiến người dân ở các tỉnh không có thu hoạch. Bao gồm tỉnh Cam Túc, tôi đã 50 tuổi rồi. Tôi chưa bao giờ thấy đợt hạn hán nào như năm nay, trích lời một nông dân ở thành phố Ngọc Trung, tỉnh Cam Túc. Một người phụ nữ ở Tân Cương đã đăng một video trên mạng xã hội vào ngày 27 tháng 7, cho thấy những cánh đồng lúa mì rộng lớn bị khô héo. Bạn nghĩ màu vàng này là lúa mì đến lúc thu hoạch. Tất cả cây lúa đã bị chết, nông dân ở chỗ chúng tôi không có vụ thu hoạch nào cho năm nay, cô nói. Báo chí Trung Quốc cũng đưa tin rằng do hạn hán kéo dài suốt 2 tháng, nên 2/3 diện tích ngô ở tỉnh Liêu Ninh thuộc khu vực phía Đông Bắc Trung Quốc cũng đều đã bị chết khô. Thời tiết nắng nóng cao ở đại lục lại tiếp tục diễn ra. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào sáng ngày 28 tháng 7. Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và các nơi khác tiếp tục có nhiệt độ trên 35 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các nơi khác trong cùng ngày lên tới khoảng 40 độ C. Lần đầu tiên trong lịch sử Bắc Kinh trải qua nhiệt độ cao trên 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Nhiều nơi trên cả nước cũng xuất hiện nắng nóng cao. Trong tháng này, nhiệt độ cao nhất trong một ngày tại 46 trạm khí tượng quốc gia đã vượt qua mức cực đoan lịch sử. Vào lúc 1 giờ 51 phút sáng nay, nhiệt độ tại đài quan sát ngoại ô phía Nam đại diện cho nhiệt độ Bắc Kinh lại vượt ngưỡng 40 độ C, đạt mức tăng 3 lần 40 độ C đầu tiên trong lịch sử. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh dự báo tuần tới sẽ tiếp tục có nhiệt độ cao nhất sẽ giảm dần xuống 35 độ C vào ngày 25 và ngày 26. Hôm nay,
cũng là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh cấp 2 trường trung học cơ sở Bắc Kinh. Các thí sinh chịu nắng nóng đến phòng thi làm bài. Nhật báo Bắc Kinh phát hiện ra rằng nhiệt độ của ghế ngồi dành cho xe đạp dùng chung gần ga tàu điện ngầm ở quận Triều Dương lên tới 79,5 độ C. Ở Lang Phượng, Hà Bắc, gần Bắc Kinh, một số người dân gần đây đã phát hiện ra rằng quần áo trong thùng giặt ngoài trời đã được sấy khô đến mức bốc khói, thậm chí quần áo còn có dấu vết bị đốt cháy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới